quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cười Vui Sống Khỏe. Quý vị thân mến, chúng ta vẫn thường nghe nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng có mấy ai quan tâm đến nước mắt có vai trò như thế nào đối với đôi mắt của chúng ta? Nước mắt ngoài việc giúp cho đôi mắt chúng ta sẽ ngăn cản sự va chạm và xâm phạm của những vật thể lạ từ bên ngoài, thì nó còn là một dung môi giúp bôi trơn làm cho đôi mắt chúng ta linh hoạt hơn, cũng như là hỗ trợ tầm nhìn rất tốt. Chính vì vậy mà có những trường hợp khi mà chúng ta rất vui và phấn khích, nước mắt chảy ra, chúng ta vẫn hay gọi đó là chảy nước mắt sống hay là cười ra nước mắt. Bên cạnh đó cũng có những trường hợp chúng ta có những cảm xúc buồn vui lẫn lộn, không kềm nén được thì nước mắt cũng chảy ra. Tuy nhiên, trên một số người không vui, không buồn nhưng nước mắt sống vẫn cứ chảy ra. Như vậy, có nguy cơ tiềm ẩn của một bệnh lý gì chăng? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chủ đề này. Nhưng trước tiên thì mời quý vị sẽ cùng theo dõi một tiểu phẩm để xem sự hiểu lầm giữa ba vợ và chàng rể như thế nào liên quan đến việc chảy nước mắt sống nha. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ thưa ba, con mới đi làm về. À, ba à, con có chuyện này muốn nói với ba. Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với anh. Trân trọng mời anh ngồi. Ba có chuyện muốn nói với con hả ba? Tôi hỏi cậu, tại sao cả tháng nay cậu với con gái tôi làm gì mà trong phòng nghe à mâm? Ba, ba cũng biết chuyện đó nữa hả ba? Tôi rình làm sao tôi không biết. Hả? Ba, ba rình phòng? Tôi nhìn vậy? Tôi nhìn. Nghe âm âm là tôi nhìn vô. Tại sao vậy hả? Tại dạ. Sao cậu đối xử với con gái tôi như vậy? Dạ. Cậu nên nhớ là còn cha của nó, đúng không? Dạ. Tại sao cô nỡ nào đánh nó? Dạ. Trong khi nó là con gái của tôi. Dạ. Còn có người lớn chứ. Vuốt mặt phải nể mũi, móc mũi phải biết đau chứ. Gì vậy ba? Ý tôi nói là đánh chó trẻ phải nể chó già, mà đánh chủ nhà phải nể mặt chó. Ba ơi, lộn rồi. Người ta nói là đánh chó phải nể chủ nhà. Đó, ý tôi nói vậy đó. Đánh chó phải nể chủ nhà. Dạ. Tại sao cậu đánh con gái tôi mà không nể mặt tôi hả? Dạ thôi, nếu như ba biết rồi thì để con trình bày luôn cho ba biết. Là tại vì ba biết sao không? Tụi con có những lúc khuya đó rồi con sợ làm phiền ba đó. Rồi cậu đánh lộn hả? Tôi khuya là cậu... Khuya đánh làm phiền ba thì sợ đánh con gái ta. Con rể cũng như con ruột, lúc nào tôi cũng coi cậu như con ruột tôi. Dạ hả? Con cảm ơn ba. Cúi xuống. Ba. Cúi xuống. Ba. Ba làm gì vậy ba? Cúi xuống. Cúi xuống. Ba. Con à, từ ngày má con mất chỉ còn có ba. Dạ không, má con còn mà. Chết kìa. Xin lỗi, tôi lỗi rồi, con ruột tôi. Dạ. Cậu đánh con gái tôi mà đây là con gái lên men của tôi. Bà, ở thường thường người ta nói là con gái gạo hay con gái cưng hay con gái rượu. Con gái rượu á, nhưng mà tôi cử rượu. Tại vì ông nội nó tên rượu. Nằm xuống, không nói nhiều. Rồi thứ nhất tôi cảnh cáo cậu lần này là lần cuối cùng. Bà... không được đánh con gái tôi nữa. Ba. Ba. Ba ơi, cho con xin đi ba. Ba. Ba ơi, con có lỗi lầm chi thì ba rầy ba dạy, chứ con đã lớn rồi, có vợ có con mà ba mắt cúi xuống đánh thì còn mặt mũi nào đâu mà con sống ở trên đời. Hay quá. Vậy ba. Quên. Trời ơi, anh nói sao vậy? Ba con xin ba đừng có quánh anh nữa ba ơi, tội nghiệp anh lắm ba. Tại sao nó đánh con được mà ba đánh nó còn khóc hả? Ba cho con giải thích đi ba. Dạ. Ngồi vậy. Dạ, ngồi. Ngồi vậy giải thích. Ngồi xuống đi anh. Cái bàn ăn cơm tao mà mày nằm vậy đó hả? Trời đất ơi. Ba kêu con nằm mà. Dạ. Ba, tại sao con binh đó hả? Ba bình tĩnh đi ba. Dạ. Cái này không phải là con khóc, cái này là tự nhiên nó chảy nước mắt vậy đó ba. Ba không ngờ ba nuôi con từ nhỏ tới lớn, từng tuổi này con không binh ba mà bởi binh người dân. Nó đánh con, ba đánh nó mà con khóc, rồi con còn binh nó nữa là sao? Ba ơi, không phải đâu, cái này là vợ con bị chảy nước mắt sống đó ba. Mày coi thường con gái tao, nước mắt mà làm như mắm có sống có chết. Tại sao
là nước 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 ba biết sao không? Dạ. Vợ con là lúc nào cũng vậy đó, không vui không buồn gì cũng có nước mắt vậy đó. Thôi, đừng có phân tích một cách phi lý vô nghĩa như vậy. Tại sao lúc nào nó cũng khóc, nó buồn nó khóc thì đã đành. Dạ. Nó vui cũng khóc rồi thôi cũng tạm tin đi, không vui không buồn mà cũng khóc. Nó coi phim Hàn Quốc khóc thì tôi không tức, nó coi thời sự nó cũng khóc, mà nó coi chập hài nó cũng khóc. Tại sao vậy? Coi hài bữa tôi cười tôi muốn xỉu luôn mà nó khóc là sao? Dạ không phải ba, thật ra con bình thường, đầu óc không có chuyện gì hết á, không có vấn đề gì hết á. Dạ. Chẳng qua là con bị cái bệnh nó vậy, ba hiểu không? Dạ. Dạ bệnh thần kinh hả? Bệnh thần kinh không phải, không phải ba. Cái bệnh của con là khóc là không cần cảm xúc, nó cũng rớt nước mắt. Ba dạ, hiểu đúng không? Rồi. Nước mắt tự động nó tuôn trào ra vậy đó. Nó tự động nó tuôn trào ra khỏi cần coi cái gì cũng khóc nữa. Dạ. Trời phân tích đi. Tại sao? Dạ giải thích cho ba hiểu đi. Trong phòng mà con gái tôi khóc, nghe trầm trầm con đập chát chát. Không phải, là con nói ba nghe nè, tại vì bây giờ là gần tới mùa mưa đó, mà vợ chồng con ngủ không có đóng cửa sổ cho nên muỗi nó bay vô đó, khuya khuya đó, rồi con ngồi dậy con đập là nãy con đập muỗi, rồi con thấy muỗi nó đậu lên người vợ con, đậu lên tay, đậu lên mặt rồi nè, con mới đập con muỗi thì vô tình vợ con giật mình dậy, vợ con la lên là ba nghe cái tiếng ồn là vậy đó, chứ đâu phải con đánh vợ. Dạ anh thương con lắm ba, không có quýnh con đâu, con nói thiệt. Dạ có thật vậy không con? Dạ thiệt ba. Dạ thiệt. Bây giờ con đánh ba đi. Ba. Trời ba ơi, dạ đâu ai dám làm vậy ba. Ba ơi, ba xin lỗi con. Không có đâu ba. Con tưởng là con đánh vợ. Con hiểu được cái đó mà. Thôi bây giờ vậy đi. Bây giờ cái bệnh chảy nước mắt sống của vợ con đó. Vậy thì bây giờ để con dẫn ba đi khám bác sĩ. Đi. Dạ. Con đâu có khóc đâu mà dắt tôi đi khám bác sĩ. À dạ không, trời ơi con lộn. Con với ba dẫn vợ con dạ. đi khám bác sĩ dạ. để cho mình biết cái bệnh như thế nào, cái cách điều trị sao để về trị bệnh cho vợ con. Vậy mình đi ngay bây giờ, đi liền. Dạ. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã có những tiếng cười sảng khoái qua tiểu phẩm vừa rồi mà chương trình mang lại. Qua đó cũng đã giải tỏa những hiểu lầm giữa ba vợ và con rể đúng không nào? Chúng ta cùng nhìn nhận vấn đề chảy nước mắt sống không phải chỉ diễn ra một lần mà nó được lặp đi lặp lại thường xuyên như vậy. Như vậy không biết liệu có ảnh hưởng gì đến mắt hay không? Mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu về câu trả lời cho vấn đề mà Phương Hiếu vừa đặt ra qua phần tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Ngọc Hùng, trưởng khoa mắt Bệnh viện Nhân dân Gia định thành phố Hồ Chí Minh nhé. Phương Hiếu xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Phương Hiếu và xin chào quý vị khán giả. Bác sĩ thân mến, chủ đề ngày hôm nay chúng ta nói về việc chảy nước mắt sống thường xuyên. Vậy câu hỏi đầu tiên Phương Hiếu muốn đặt cho bác sĩ đó chính là tại sao lại có hiện tượng chảy nước mắt sống, và việc chảy nước mắt sống như vậy thường xuyên có được xem là một căn bệnh hay không? Cái hiện tượng chảy nước mắt, ngoài cái vấn đề mà khi chúng ta có những cái cảm xúc vui buồn đó, cái chảy nước mắt chỉ xảy ra khi có một cái sự bất thường về vấn đề tiết nước mắt và cái sự thoát nước mắt. Yeah. Những cái vấn đề mà tiết bất thường chúng ta thường gặp, ví dụ như chúng ta bị dị vật bay vào mắt, hoặc là chúng ta có lông siêu hoặc quặm mi, hoặc cái tình trạng viêm nhiễm kéo dài, và đặc biệt trong tình trạng khô mắt, cái người khô mắt cũng có thể dẫn tới chảy nước mắt. Chảy nước mắt sống đó phải không? Chảy nước mắt sống. Yeah. Thì ở đây chúng ta sẽ thắc mắc là vì sao cái người khô mắt mà lại chảy nước mắt sống. Yeah. Thật sự cái nước mắt của chúng ta nó không phải đơn thuần là nước, mà nó là một cái phim và nó gồm 3 lớp, lớp dầu, lớp nước và lớp nhầy. Yeah. Đã bám dính trên bề mặt nhãn cầu của chúng ta. Do đó khi cái người khô mắt, đặc biệt là những người phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh, là họ sẽ bị khô mắt. Và khi khô mắt nó có nghĩa là cái phim nước mắt nó không đủ cái chất lượng của cái phim. Và do đó cơ thể chúng ta cứ tưởng mắt là không đủ nước mắt và kích thích tiết ra nhiều nước mắt hơn bình thường. Nhưng mà chúng ta vẫn bị khô mắt vì cái số lượng thì dư nhưng mà cái chất lượng thì không đủ. Yeah. Và cái vấn đề thứ hai bất thường và cái sự thoát, ví dụ như nó bị viêm tắc cái đường lệ đạo, là cái đường dẫn nước mắt thoát xuống mũi và xuống miệng của chúng ta. Yeah. Do đó khi có sự mất cân bằng giữa hai yếu tố đó thì sẽ dẫn tới cái hiện tượng chảy nước mắt sống. Vâng, như vậy là chúng ta đã khái quát được phần nào. Nhưng như vậy thì thưa bác sĩ, những cái đối tượng nào thì sẽ dễ gặp cái trường hợp bị chảy nước mắt sống nhất, và đặc biệt là ngoài những cái biểu hiện như là nước mắt cứ chảy ra thường xuyên không do những cái cảm xúc vui buồn giận hờn, thì còn những biểu hiện nào khác hay không? Thông thường thì những cái đối tượng mà có thể làm trong những cái môi trường bụi bặm hoặc kích thích khói bụi thì cũng có thể là chúng ta sẽ tiết nước mắt nhiều hơn. Dạ. Thì trong cái môi trường đó cơ thể chúng ta sẽ tiết ra nước mắt để bảo vệ đôi mắt của chúng ta khỏi những cái tác nhân đó. Dạ.
nếu mà chúng ta không có bị ảnh hưởng nhiều tới vấn đề công việc hay là thẩm mỹ hàng ngày, thì việc chảy nước mắt sống có lẽ nhiều người cũng nghĩ rằng ôi thôi kệ, không sao, và sẽ không điều trị kịp thời. Cho Phương Hiếu hỏi, nếu mà chúng ta không điều trị kịp thời vấn đề chảy nước mắt sống, nó có nguy cơ dẫn đến những biến chứng nào cho mắt hay không thưa bác sĩ? Thông thường nếu chúng ta để tình trạng chảy nước mắt sống kéo dài mà chúng ta không đi khám để tìm hiểu nguyên nhân, thứ nhất là nó sẽ bất tiện trong cuộc sống của chúng ta. Thứ hai, khi mà cái tình trạng chảy nước mắt sống kéo dài và nó sẽ ứ đọng nước mắt, đây là cũng là một cái điều kiện để tạo cái yếu tố viêm nhiễm dễ xâm nhập vào mắt chúng ta hơn. Dạ. Thưa bác sĩ, có lẽ lúc này đây thì Phương Hiếu cũng như quý vị khán giả đang rất mong chờ bác sĩ hãy giới thiệu những cách thức mà chúng ta điều trị hiệu quả nhất đối với trường hợp chảy nước mắt sống. Như chúng ta đã biết, trong môi trường của chúng ta bây giờ, khi chúng ta ra đường có nhiều khói bụi và cái điều đó sẽ không tốt cho mắt. Do đó chúng ta phải đeo kính bảo vệ mắt. Thứ hai, chúng ta phải ăn uống đủ dưỡng chất. Và thứ ba là không có gì tốt hơn là khi chúng ta bị cái hiện tượng gì bất thường vào mắt, ví dụ như chảy nước mắt sống, thì chúng ta nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa mắt để có cái hướng điều trị thích hợp, tránh cái tình trạng là chúng ta đi ra ngoài tự ý mua thuốc và nhỏ mắt, đôi khi nó lại là một tác dụng ngược. Ví dụ đôi khi chúng ta có một cái nguyên nhân rất là đơn giản, ví dụ lông siêu nó đâm vào mắt làm cho chúng ta kích thích chảy nước mắt, đó là một phản xạ tự nhiên, nhưng chúng ta không tìm cái nguyên nhân đó để điều trị, mà chúng ta có thể mua thuốc hoặc là chúng ta tự ý nhỏ thuốc, mà chỉ là nguyên nhân rất nhỏ. Nếu chúng ta đến gặp bác sĩ chuyên khoa mắt, bác sĩ khám và thấy lông siêu, có thể nhổ lông siêu cho chúng ta và chúng ta sẽ hết cái hiện tượng chảy nước mắt sống do kích thích bởi cái lông siêu. Hoặc chúng ta bị quặm mi, nguyên hàng lông mi nó cọ vào mắt, nó cũng gây ra kích thích chảy nước mắt. Hoặc chúng ta bị một tình trạng viêm nhiễm kéo dài cũng gây ra chảy nước mắt. Và hoặc chúng ta bị tắc cái lệ đạo, đặc biệt trong những trường hợp viêm mủ túi lệ mãn, chúng ta cũng dẫn đến hiện tượng chảy nước mắt. Do đó, cái tốt nhất là chúng ta nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa và người ta có cách khám và người ta có cái hướng điều trị phù hợp với từng loại nguyên nhân mà gây ra cái hiện tượng chảy nước mắt sống đó. Nghĩa là điều trị hiệu quả nhất là điều trị các tác nhân dẫn đến vấn đề mà chúng ta bị chảy nước mắt sống, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà bác sĩ đã mang lại cho chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng tất cả quý vị, đặc biệt là những ai đang vướng phải căn bệnh chảy nước mắt sống, thì chúng ta hãy mau chóng điều trị bằng cách là tìm ra nguyên nhân của nó là gì, để bác sĩ sẽ hướng dẫn các bạn điều trị làm sao mau chóng khỏi căn bệnh chảy nước mắt sống này. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn Phương Hiếu và xin cảm ơn quý vị khán giả. Và thưa quý vị, như vậy là chương trình Cười Vui Sống Khỏe ngày hôm nay cũng đã đi đến hồi kết. Rất cảm ơn quý vị đã ngồi trước màn ảnh nhỏ để theo dõi chương trình Cười Vui Sống Khỏe. Qua đó, chúng tôi đã mang đến cho quý vị những thông tin cần thiết để giúp quý vị có một đôi mắt khỏe đẹp, cụ thể là với chương trình ngày hôm nay. Và nếu quý vị có bất kỳ những thắc mắc hay những câu hỏi nào liên quan đến những căn bệnh trong cuộc sống mà cần lời tư vấn của bác sĩ chương trình, đừng ngần ngại nhé. Chúng tôi luôn chào đón quý vị và các bạn ở hai địa chỉ. Đầu tiên là hãy gửi về đơn vị sản xuất chương trình, Công ty Tiếp thị Truyền thông Ý tưởng Việt, số 384/9, đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Và cái thứ hai, quý vị hãy gửi nội dung đó đến địa chỉ email quen thuộc của chúng tôi, ct.cuoivuisongkhoe@gmail.com. Các bác sĩ chương trình luôn chào đón câu hỏi của quý vị và sẽ lần lượt trả lời trong các chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, Phương Hiếu xin được phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Hơn nửa tháng nay, chị Hoàng Thị Nga ở An Sơn, phường 4, thành phố Đà Lạt không còn chạy chợp, mà chị dành hết thời gian mỗi ngày để chăm sóc đứa con gái đầu lòng đang điều trị ở khoa lao Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Cháu Hoàng Thị Hoàng Trâm vừa bước qua tuổi 24, sinh ra lành lặn như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi một cơn sốt bại não bất ngờ ập đến lúc 5 tuổi, khiến Trâm nằm liệt giường gần 20 năm nay. Nhọc nhằn quan gánh từ ngày trở thành người mẹ của ba đứa con dại. Còn người chồng tuy chịu khó làm lụng nhưng không có công việc ổn định, thu nhập bữa có bữa không.